Xin chào, chuyện phát nhanh của cô đây. Cô hãy ký tên giúp tôi. Xin lỗi, có thể phiền anh mang đồ vào trong này giúp tôi không? Tôi sức yếu, cầm không nổi. Được. Sao chỗ này của cô nhiều rác quá vậy? Từ sau khi thang máy bị hỏng, gia đình tôi mỗi tuần thì đưa cho tôi một ít đồ rồi đổ rác. Nhưng sau này họ cảm thấy leo 26 tầng thực sự rất mệt, cho nên đổi thành nửa tháng một lần. Thực ra cô có thể tự mình đi xuống mà. Trẻ như vậy, leo 26 tầng lầu có gì mệt chứ? Tôi bị bệnh xương thủy tinh. Xương thủy tinh sao? Tóm lại là không tiện đi xuống dưới. Nếu không may bị ngã thì có thể sẽ không bao giờ đứng lên được nữa. Làm phiền anh rồi. Nhưng có lẽ sau này vẫn phải làm phiền anh nhiều. Thế tại sao cô không chuyển đi sống cùng với bố mẹ? Mẹ tôi qua đời rồi. Bố tôi lại tái hôn, cũng có con riêng luôn rồi. Tôi không muốn làm phiền họ. Xin lỗi cô. Không sao, tôi không để tâm đâu. Dù sao thì tôi vốn là kẻ gây phiền toái mà. Từ khi thang máy hỏng, tôi đã rất lâu không xuống dưới kia rồi. Không biết tiết trời bên ngoài thế nào. Cô tên là Tiểu Tuyết đúng không? Thực ra chi phí của công ty tôi là tính theo trọng lượng của hàng hóa. Cô nặng bao nhiêu? Tôi có thể cõng cô xuống dưới phơi nắng tản bộ một chút. Hơn nữa tôi chỉ tính một lần phí. Thế này xem như phát triển dịch vụ. Tôi lấy cô nửa giá. Nắng chiều thật đẹp. Hướng của nhà tôi không thấy được mặt trời mọc, cũng không thấy được hoàng hôn. Hay là thế này đi, ngày nào tôi cũng không có quá nhiều bưu kiện phải giao. Tôi sẽ cõng cô xuống sân chơi. Chơi mấy trò không nguy hiểm mà cô cũng chơi được. Thật sao anh trai? Anh nhất định dẫn em đi đấy. Yên tâm đi, đã hứa rồi mà. Tôi nghĩ chắc bố anh phải tự đến đây một lần nữa để kiểm tra toàn diện thì mới có thể quyết định phương pháp phẫu thuật. Trình độ của bệnh viện ở huyện không tốt bằng ở thành phố lớn. Kết quả kiểm tra có một số điểm khác biệt, cho nên phương án phẫu thuật sẽ không giống nhau. Có thể chỉ trị liệu không? Không làm phẫu thuật. Phần lớn người nhà bệnh nhân đều có cách nghĩ giống anh. Tôi có thể hiểu được. Mặc dù phẫu thuật cũng có nguy hiểm, nhưng theo kiến nghị của tôi thì phẫu thuật càng sớm nguy hiểm càng ít. Vậy chi phí phẫu thuật mà lần trước chúng tôi đã nói, cái này thật sự không cách nào cả. Nó không nằm trong phạm vi bảo hiểm y tế, cho nên chúng tôi cũng không giúp được anh. Viện trưởng Dương, ông tiện tới đây được rồi. Cảm ơn ông. Ông nhất định phải tham gia lần hội chẩn của các chuyên gia của bệnh viện chúng tôi. Lần này tỷ lệ phẫu thuật thành công của chúng ta tăng lên nhiều đấy. Khách sáo gì chứ? Chúng ta mà lương y như từ mẫu, đúng không Tiểu Đà? Mặc kệ thế nào thì tôi cũng phải cảm ơn cậu. Được rồi, vậy thì cậu cứ mang qua đây đi. Tôi chăm sóc giúp cậu. Cùng lắm thì xin nghỉ thôi. Xin nghỉ thì có gì lạ đâu. Lạ ở chỗ trừ việc năm ngoái anh ta đi tảo mộ ra thì trước giờ anh ta chưa từng xin nghỉ.
Đến phép Nam là anh ta tranh thủ làm thêm. Rõ ràng tuần trước còn nói với mình muốn kiếm tiền, xin mình công việc có mức thưởng cao nhất cho anh ta làm. Kết quả là hôm nay xin nghỉ. Cậu nói xem có kỳ quặc không? Mình hỏi lý do thì anh ta không nói. Cậu nói như vậy quả thật có chút kỳ lạ đó. Vậy chiều nay mình không làm gì hết, mình sẽ đi theo dõi anh ta. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đừng gặp cổ tay, cô nói nhiều lần rồi. Cô Dương, người kia tới tìm cô sao? Tiếp tục tập, không tập tử tế thì đổ mồ hôi vô ích đấy. Tiếp tục. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhất nhất, sao hai chúng ta muốn ăn một bữa cơm cũng khó quá vậy? Tạm biệt, con còn có việc bận. Hôm sau mời dì Du cùng đi ăn. Đúng rồi, Nhất nhất, hôm nay bố đi hội chẩn ở bệnh viện Hữu Nghị, đã nhìn thấy Hùng Đáng. Anh ta đến đó làm gì chứ? Làm sao bố biết được? Bệnh viện của người ta bố cũng không tiện hỏi. Sau đó bố nghĩ, không phải con vẫn luôn điều tra cậu ta sao? Cho nên bố liền nói với con. Dạ, con biết rồi. Nhất nhất à, có rất nhiều chuyện con không thể chỉ nhìn bề nổi của nó. Được rồi, bố đi đây. Bố lái xe cẩn thận. Được, có câu này của con thì bố cũng không đánh nổi vô ích. Bố đi đây. Ông ơi, ông đi cẩn thận. Cảm ơn nhé chàng trai. Được, ông ngồi chỗ cháu. Được được, giả giờ. Cô ngồi đi. Anh ta đến đây em gì vậy chứ? Chẳng lẽ dùng tiền ông ngoại của mình để giao dịch bất hợp pháp? Và con búp bê là ám hiệu. Anh Nhất, anh đến rồi à? Nào, con bé này giao cho anh. Nào, để chú ôm.
Con gái cậu khó khăn lắm mới tới thành phố một lần. Vốn là người ta vì cậu mà tới. Cậu giúp nói cho anh là thế nào chứ? Anh Nhất, em làm gì còn cách nào? Em đi muộn về sớm. Nếu như còn nghỉ làm nữa thì lương tháng này đâu còn chứ. Chỉ 2 tiếng thôi. 2 tiếng nữa giao hàng sau em đến ngay. Được rồi, đi đi. Nghe lời chú nhé. Đi đây, đi đi. Chú tặng cháu một con búp bê giải nhé. Cảm ơn chú. Đi, chú dẫn cháu đi chơi. Nhất định không đơn giản như vậy. An Kỳ, An Kỳ, anh Nhất, em quay lại rồi. Vất vả cho anh rồi, vất vả rồi, không sao. Bố quay về rồi. Vẫn chơi chưa đủ đúng không? Anh Nhất, hay là thế này đi. Em dẫn con bé đi chơi một lát. Được, cậu đi đi. Dẫn con bé đi chơi thêm đi. Đúng rồi, cái này cho anh. Được, vậy tôi đi trước. Nào, chào chú đi con. Tạm biệt. Được rồi, đó là cái gì chứ? Cảm ơn chú. Đi thôi. Bố dẫn con ra kia chơi có được không? Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cho tôi một bao thuốc này. Anh ơi, xếp hàng đi. Không đúng chị ơi, anh ta chen hàng bà. Có nghe thấy tôi nói gì không vậy? Có loại người như anh sao? Anh ơi, xin lỗi, không thể hút thuốc trong cửa hàng. Không hút thuốc sao còn bán thuốc chứ? Ở đây có bán giấy vệ sinh đó. Anh có ở đây đi nặng không? Liên quan tới cô sao? Sao không liên quan? Đây là nơi công cộng, anh cho rằng nhà anh sao? Đây là chỗ chung của mọi người. Có biết lệnh cấm hút thuốc không? Bây giờ không được hút thuốc. Anh hút thuốc chính là mọi người hút. Có tin là tôi đánh cô không? Anh sao vậy? Anh định làm gì? Anh có thể ra tay với phụ nữ đó. Tôi không tin đấy. Tôi nói cho anh biết. Nào, anh đánh tôi xem. Tôi sẽ dừng tay. Anh là ai? Người phụ nữ này quả thực rất thiếu đòn. Nhưng chúng ta là đàn ông, sao có thể ra tay đánh phụ nữ chứ? Những người dung túng cho khách hàng gian hàng chính là góp phần phá hoại văn minh xã hội. Cô nói đi, theo tôi cả ngày rốt cuộc là muốn làm gì? Anh biết sao? Vậy sao anh không nói với tôi? Trả lời câu hỏi của tôi trước đi. Vậy thì anh cũng phải trả lời câu hỏi của tôi. Tôi hỏi anh, có phải anh mắc bệnh nan y không? Tôi biết có một số người mắc bệnh nan y, bình thường thì trong họ không khác gì. Cho nên bây giờ anh rất cần tiền. Anh cần một số tiền lớn để phung phí cuộc đời. Bởi vì thời gian còn lại của anh không còn nhiều nữa, cho nên anh mới lấy tiền ông ngoại tôi. Cô lại đang tưởng tượng cái gì vậy? Cô đi xuất bản luôn một quyển sách đi. Tôi cảm thấy rất có khả năng đó. Hơn nữa, tôi còn nghĩ anh còn làm một số phi vụ phi pháp. Không phải, tôi bảo này, cô nói đủ chưa?
Tôi nói anh nghe nhé, anh không được làm chuyện phi pháp, hại người hại mình. Lỡ mà anh không may mắn, bệnh của anh chữa khỏi được thì phải làm sao? Nửa đời sau của anh phải làm thế nào? Anh sẽ trải qua ở nhà giam đấy. Anh mang tang vật ra đây đi, tôi giao nộp hộ anh. Tôi đảm bảo tôi sẽ cố gắng không tố giác anh, được không? Dương Nhất Nhất, thật là đầu cô có bệnh sao? Mau đến khoa thần kinh của bệnh viện khám kỹ đi. Tôi ở đây lười phí lời với cô. Tôi đi đây, đợi một lát. Vậy cái bọc kia của anh đựng cái gì bên trong? Có ai lại lấy túi này đựng tang vật sao? Vậy anh đưa tôi xem đi, xem bên trong có cái gì. Dựa vào đâu tôi phải cho cô xem? Anh không dám đưa cho tôi xem thì chắc chắn là có gì mờ ám rồi. Anh mau đưa tôi xem đi. Kim Châu, ở đâu? Dương Nhất Nhất, đừng đuổi theo. Dương Nhất Nhất, anh đuổi theo nữa tôi giết nó đấy. Cô đừng có gây chuyện nữa được không? Có gì mà không thể cho người khác thấy chứ? Sao phải lo lắng? Cô đưa tôi đi, tôi cần nó. Tôi không đưa. Cô đưa cho tôi. Không. Cô làm gì vậy? Túi của tôi đâu? Xong rồi, xong rồi. Túi của tôi đâu rồi? Anh xem. Tiêu rồi. Anh Mặc, cậu uống nữa sao? Anh đến rồi à? Em khuyên suốt một buổi chiều rồi mà không ít gì. Anh đến rồi thì em về đây. Giờ em cứ giục anh mãi. Chuyện gấp rồi. Được rồi, em về trước đây. Đừng uống nữa. Sư phụ, Lý Mặc à, cậu nói xem sao tôi lại đen đuổi thế này chứ? Tôi vừa gom góp được chút tiền để chữa bệnh cho bố, lại chỉ vì làm một việc tốt mà mất hết rồi. Từ đầu đến cuối, trong lòng tôi rất bức bối. Còn có cái này là thuốc tôi mới bảo Dương Tiểu Đà lấy từ nhà cậu ấy cho tôi, để ba tôi chữa bệnh. Cậu xem đi. Bị người khác vứt xuống nước rồi dẫm lên. Có lúc tôi nghĩ rằng tôi giống như đống thuốc này. Thật đấy, tôi dễ dàng bị người ta vứt xuống đất rồi dẫm lên, nhảy lên. Uống đi, uống. Được rồi, uống đi. Em uống với anh. Nào, sư phụ. Lần đầu tiên thấy anh uống thành ra thế này. Con người lúc tâm trạng không tốt thì càng dễ sai. Lý Mặc, trong cuộc đời cậu, lúc buồn nhất, uất ức nhất là lúc nào? 2 năm trước, lúc em bị đá. Cậu mà cũng bị đá sao? Còn bị đá triệt để luôn. Chớp mắt cái đã biến mất rồi. Đó là cô gái như thế nào? Cô ấy rất đặc biệt. Đặc biệt thế nào? Rất dịu dàng, rất trầm lặng. Có lúc lại rất trẻ con. Em có thể nhìn ra từ đôi mắt cô ấy. Đừng tổn thương tôi, đừng tổn thương tôi. Làm cho người khác rất yêu thương cô ấy. Xem ra cô gái ấy rất được. Đúng là trái ngược với Dương Nhất Nhất.
Sao mà mỗi khi em nhắc tới con gái, người anh nghĩ đến không phải Kim Châu mà lại là cô gái chanh chua đó? Đừng nhắc cô ta với anh. Là anh nhắc tới mà. Sao mà cậu không nghĩ đến gì? Đến nhà tìm cô ấy, tìm khắp nước Anh rồi nhưng vẫn không thấy. Cậu đi Anh rồi sao? Nước Anh này là một hư từ, giống như là ở đâu có thời gian ở nước Anh vậy. Nếu em có thể đi Anh mà còn ở đây làm nhân viên chuyển phát nhanh sao? Nhân viên chuyển phát nhanh thì sao? Ai bảo là nhân viên chuyển phát nhanh không thể đi Anh chứ? Nhân viên giao hàng nhanh cũng là một nghề rất có tiền đồ mà. Có tiền đồ, có tiền đồ. Được rồi, cậu cũng đừng đau lòng quá. Chuyện gì qua rồi cứ để nó qua đi. Em thực sự không biết còn bao nhiêu thời gian em mới quên được đoạn tình cảm đó. Hình như gần đây em lại xuất hiện ảo giác, gần như thấy bóng dáng cô ấy ở trong biển người. Em giống như điên mất rồi. Ôi, đau chết mất. Chị à, chị đau ở đâu? Đau chết mất. Chị đau ở đâu? Đừng đụng vào, đừng. Chết mất thôi. Cô lái xe kiểu gì vậy? Lúc nãy tôi thấy đèn xanh, chị đột nhiên lao ra. Đau quá. Chị à, hay thế này đi, tôi đưa chị tới bệnh viện để khám xem, được không? Đi bệnh viện gì chứ? Tôi không bị gì nghiêm trọng. Thôi bỏ đi, đi nhà người quen của tôi khám chút là được. Rồi cô đưa tôi mấy ngàn là xong. Nếu như đi bệnh viện, cô phải tốn mấy vạn đó. Chị không bị sao đâu đúng không? Cái gì? Cô gái này ăn nói kiểu gì vậy? Mọi người xem, đây là loại người gì chứ? Đâm vào người ta rồi không đưa tiền. Sao có chuyện đụng người ta mà không đền tiền chứ? Đền đi, đúng không? Sao có chuyện như vậy? Cái loại người gì vậy? Cô Dương, Triệu tổng, chuyện này là sao? Tôi lái xe đi ngang qua, chị này nói tôi đâm vào chị ấy. Tôi nói tôi đưa chị ấy đi bệnh viện, chị ấy không đi. Được rồi, không cần nói nữa. Chị, con người tôi đó, lúc tâm trạng tốt thì không nhiều lắm, mà bây giờ thì cũng xem như tốt đi. Nếu chị vẫn ổn thì chị mau đi đi. Nếu không ổn thì tôi gọi 120. Xương sườn tôi đau, có vẻ là gãy rồi, phải đi bệnh viện. Này chị, lúc nãy chị nói là không chịu đi mà. Cô Dương, không cần lo, đều là người rõ ràng cả. 500, sao? 500, cậu nghĩ tôi ăn xin sao? Thực sự là tôi xem chị như người ăn xin vậy. Chị nhìn phía sau tôi đi, ở chỗ cái cột kia đấy. Chị biết đó là gì không? Đó là camera đó. Bây giờ chúng ta còn có thể nói chuyện tiền bạc. Còn nếu lát nữa có ai báo cảnh sát, khi cảnh sát tới thì không đơn giản chỉ là tai nạn giao thông đâu, mà là tội lừa đảo đó. Không sao đâu. Cô Dương, uống chút nước đi. Cảm ơn anh. Không cần đâu. Tôi thấy thật sự không nên đưa 500 đó. Thời gian quý báu, chứ bây giờ 500 mua được gì chứ? Quan trọng là anh không thể dung túng cho hạng người này. Nếu không sau này cô ta tiếp tục đi lừa người khác. Tôi biết, không phải cô tức giận vì 500 tỷ đó, mà là vì biết bị lừa mà phải ngậm bồ hòn. Các người báo cảnh sát đi. Cô Dương, cô Dương, cô, cái xe mô tô này nên lắp máy ghi hành trình. Đúng đó, trước sau trái phải tôi phải lắp 4 cái. Tôi không tin còn có thể thế nào nữa. 4 cái làm sao đủ chứ? Tôi đặt cho cô 8 cái.
Triệu tổng, anh thật hài hước. À, bây giờ tôi còn có việc. Hôm nay cảm ơn anh nhé. Tôi đi trước đây. Vậy không cùng nhau. Anh đi làm việc của anh đi. Được rồi. Vậy thì cô Dương đi cẩn thận nhé. Cô đi cẩn thận đấy. Ngầu quá. Hùng Đáng, nghỉ ngơi một lát đi. Xuống ăn cơm đã. Cậu thật là tan ca rồi còn qua đây giúp tôi. Không sao đâu, sư tỷ. Lần sau mấy chuyện giặt này không cần gọi thợ, chúng ta tự làm là được. Được rồi, ăn cơm thôi. Khi nào cậu đón thầy tới thành phố? Bây giờ chưa được. Đón đến đây em không có thời gian chăm sóc ông ấy. Hơn nữa còn phải kiếm tiền nữa. Cậu cần bao nhiêu? Sư tỷ, chị không cần quan tâm chuyện tiền bạc. Không phải, mà chỗ chị có ít tiền. Cậu đừng cố chấp. Em có thể tự kiếm tiền. Hơn nữa đợi khi bắt được tên trộm tiền thực sự thì bọn họ sẽ trả lại tiền cho em. Đúng rồi, cái người mà cậu nhờ chị tìm đó, chị tìm thấy khá giống một người. Người nào? Anh ta gọi là Đầu Báo, là thầy giáo ở Võ Quán Minh Đạo. Trước đây chị cũng có quen biết anh ta. Người này trông có vẻ vững chắc, gầy, thân thủ tốt, tính cách khá được, ra tay có kiểm soát. Trạng thái kinh tế thì bình thường. Mấy cái này khá phù hợp với yêu cầu của cậu. Mà còn về việc anh ta có tham cái này hay không thì chị không rõ. Võ Quán Minh Đạo sao? Võ Quán Minh Đạo. Cậu giao hàng bên đó lần nào chưa? Chưa đi. Nhưng có một người bạn dẫn em đi qua rồi. Trong đó có một người tên Đầu Báo, cậu biết không? Nhưng không quen lắm. Trưa mai chúng ta đi một chuyến xem sao. Tôi có chuyện muốn hỏi Đầu Báo. Cháu có điên đâu. Cháu lại không biết võ. Cháu tới võ quán làm gì? Cậu à, cháu giúp cậu đến xem cái võ quán Minh Đạo đó rốt cuộc có lai lịch thế nào. Có phải thật sự là chủ nhà của cậu ta tới tìm gây chuyện không? Chúng ta không thể tha cho kẻ xấu, cũng không thể khiến một người tốt chịu tiếng oan. Nhất nhất cháu cẩn thận đấy. Có chuyện gì thì gọi cho cậu. Dạ được rồi. Sao anh ta lại đến đây? Cô à, chúng tôi có chế độ hội viên. Tôi biết. Nên tôi mới vào xem thử. Nếu tốt thì tôi sẽ làm thẻ hội viên. Vậy anh mang tôi vào đi, tôi làm thẻ. Cần phải hẹn trước 10 dặm một năm. Mười dạng sao? Tên khốn kia có tiền vậy sao? Chào ông chủ. Sao gọi cậu là ông chủ? Giống như chúng ta đó, người nào đến cũng là ông chủ. Chào ông chủ, chào ông chủ. Sao hôm nay ông chủ đến đây? Anh ta gọi là Đầu Báo, là thầy dạy ở Võ Quán Minh Đạo. Sao chứ? Khách đến mà còn phải chào các cậu sao? Chúng tôi chỉ đến tham quan một chút thôi. Các cậu cần làm gì thì cứ làm đi. Cẩn thận tôi khiếu nại ông chủ các cậu đấy. Nhìn vị này có vẻ cũng có thân thủ nhiều năm rèn luyện. Cái này mà cậu cũng nhìn ra được sao? Sư phụ, đây là thầy giáo chính của Võ Quán Minh Đạo. Anh Báo. Cứ gọi tôi là Đầu Báo. Ông chủ này xưng hô thế nào đây? Một lát lên đài xin thỉnh giáo vậy. Đi thôi sư phụ. Mã Can. Sếp, thông báo với mọi người,
Hôm nay ông chủ giấu thân phận đi kiểm tra, mọi người cứ giả vờ như không quen đi. Dạ. Sếp, em có chuyện muốn nói. Hôm nay em xin nghỉ. Làm gì? Em đi xem mắt. Đi xem mắt sao? Dạ. Trông cậu gầy như vậy, cô gái nào sẽ nhìn trúng cậu chứ? Không phải, anh nói câu này giống như em sẽ không gả đi nổi vậy. Gầy một chút mà vẫn có cơ bắp. Nếu không xem là mã can, anh là đầu báo. Được rồi, đừng nói nữa, chỉnh trang lại gọn gàng chút. Đi đi. Cảm ơn sếp. Chỗ này cao cấp như vậy, chắc chỉ người có tiền mới vào được. Sao cậu lại đến được? Chúng ta không mất tiền. Chủ ở đây là bạn gái cũ của em, em có thể vàng. Đã chia tay rồi mà còn kiếm lợi từ chỗ người ta, không tốt lắm đâu. Là cô ấy có lời từ em đó, chỉ là thẻ vàng thôi. Anh nói muốn đến đây mà. Sư phụ, chính anh nó muốn đến, đến rồi lại không đánh. Đến tham quan chút. Ai muốn đấu với cậu chứ? Dù sao cũng đến rồi, em liều mình chơi với anh. Anh cứ xem em như bao cát đi, đánh cho sướng tay. Đem hết sự khó chịu mà cô gái chanh chua kia gây cho anh, xả ra hết đi. Khí phách của người luyện võ chúng ta là mang người khác ra trút giận sao? Càng là người luyện võ, càng phải biết khống chế tâm tình của mình. Bình thường chúng ta đánh cột đứng tấn là để luyện cái gì? Chính là sức chịu đựng. Sư phụ, không thể nói thế được. Nếu anh cứ kìm nén mãi thì cẩn thận trầm cảm đấy. Cái cậu nói là bệnh của người giàu, chứ tôi không có số đó. Kia không phải là anh báo sao? Cậu đi trước đi, cùng anh ta làm nóng cơ thể. Ông chủ, có chuyện gì chứ? Anh báo không sao, không sao, đi. Ông chủ, để tôi làm nóng cơ thể với anh. Sư phụ, anh báo từng đánh giới quán quân toàn quốc đấy. Lúc nãy cậu đánh rất lâu rồi, nhất định tiêu hao không ít thể lực. Tôi thắng không dễ dàng gì. Thế này đi, cậu cứ nghỉ ngơi thả lỏng đi. Không sao. Đào Văn, em đi nghe điện thoại. Đi đi. Alo. Bây giờ qua đây được không? Vậy em phải nói anh nghe xem có gì hay không. Có gì hay không à? Anh lại đây đi rồi biết. Alo. Cậu làm gì đó? Mấy bận cả nửa ngày rồi đó. Nói chuyện với ai vậy? Mình nói cậu nghe. Tên khốn kia đi vào võ quán Minh Đạo rồi. Có biết phí hội viên võ quán kia một năm bao nhiêu không? 10 vạn đấy. Cậu nói xem, một nhân viên chuyển phát nhanh mà lại nộp được lệ phí một năm 10 vạn của võ quán. Có phải trong chuyện này có vấn đề hay không? Lại nói cái hội quán này cạnh tranh gay gắt với hội quán của cậu mình. Bên trong đó có vấn đề gì không nhỉ? Mình nói câu này có thể cậu không thích nghe lắm. Bây giờ mình thấy cái tên hùng đáng của cậu thành ma chướng của cậu rồi. Cậu cứ nghĩ lại mà xem. Chuyện của ông ngoại cậu chưa chắc đã liên quan tới anh ta. Ai mà nói giúp anh ta, mình sẽ tính sổ với người đó. Kể cả cậu. Cậu đang khó chịu với ai vậy? Hay là cậu nhìn trúng người ta rồi? Mình nhìn trúng anh ta sao? Mình mà nhìn trúng cái tên khốn kiếp đó sao? Mình mà nhìn trúng anh ta, mình sẽ móc bắt, vứt xuống đất, để ngàn người giẫm đạp. Mình lừa nói với cậu. Không phải chứ.
Chắc là nhìn sai rồi. Cơ bắp hai cánh tay và sau lưng ông chủ gồ lên. Hẳn đã từng luyện thiên cân đỉnh. Các khớp xương tay cậu đều bị chai. Nhất định đã học quyền anh. Lại cậu đánh bao cát nặng. Điệu bộ công chủ rất thông dong. Hẳn là đã luyện qua thái cực quyền. Động tác thành thục của cậu, tốc độ lại rất nhanh. Hẳn là một cao thủ ngoài ngành. Hơn nữa lại còn biết rất nhiều thứ khác. Chỉ được cái vẻ ngoài thôi, học nhiều thứ quá. Chứ không như ông chủ, biết một thứ mà thông thạo. Lúc xuất chiêu, chiêu chưa tới mà khí thế đã ác rồi. Không chỉ có lực bên ngoài mà trong ngoài kết hợp, tự chủ ra tay hay thu về, quả là cao nhân. Tại hạ họ Bao, tên gọi Đầu Báo. Các anh em hay nể mặt gọi một tiếng anh Báo. Là người quản lý của võ quán Minh Đạo. Anh Báo, tôi là Hùng Đáng. Đáng trong nguyên đáng. Xin hỏi người anh em đang làm ở đâu? Chuyển phát nhanh Thế Mỹ. Anh là một nhân viên chuyển phát nhanh. Theo lời người ta nói, thì người mở võ quán như các anh và người giao đồ như chúng tôi đều là người một nhà. Rất thú vị. Hùng Đáng, tôi rất muốn kết bạn với anh. Đúng rồi anh Báo. Sao tôi nhìn anh lại cảm thấy hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi? Người anh em, câu này người ta chỉ nói khi bắt chuyện với một cô gái thôi. Anh gần đây có mơ thấy An Kỳ nữa không? Em có chút ghen đó. Dù em chưa từng gặp cô ta, em cũng biết cô ta không thể cướp anh đi. Anh đã rất lâu rồi không mơ thấy cô ấy. Có phải em rất phiền phức, rất vô lý, thích gây chuyện không? Đáng ghét lắm không? Lý Mặc, anh thực sự không để ý việc em từng ly hôn sao? Sao phải sợ bóng gió thế? Anh nghĩ rằng hôn nhân giống như con thuyền trên biển lớn vậy. Thủy thủ có giỏi hơn nữa cũng không dám đảm bảo cả đời sẽ không đâm vào đá ngầm. Vậy nếu như không phải chỉ là chuyện đơn giản như ly hôn thì sao? Còn chuyện gì sao? Anh có thích trẻ con không? Trẻ con nhà người khác thì chỉ làm nó khóc được thôi, chứ không dỗ dành được. Còn con của mình, anh chưa từng nghĩ tới. Cảm thấy nó cách mình rất xa.
Cô à, chúng tôi chỉ cướp ít tiền, hợp tác một chút, chúng tôi sẽ không làm khó cô đâu. Đi. Đại ca, không phải chúng ta cướp cả sắt đấy chứ? Cướp sắt cái gì mà cướp sắt? Đồ thối tha! Con đàn bà thối tha này. Được rồi, túi còn ở đây này. Cút đi cho tao, đây không phải việc của mày. Chuyên nghề cướp giật à? Có điều bọn mày cũng đen lắm là gặp phải tao. Đi. Alo, sư phụ. Anh bảo này, tiểu tử cậu đang ở chỗ quán, sao chưa cho hỏi gì đã đi rồi? Làm hại con gái nhà nào rồi? Cái gì mà làm hại con gái nhà nào? Người ta thích phụ nữ trưởng thành cơ. Cậu mau về đây đi, anh có việc gấp. Được, em biết rồi, em qua bên đó luôn. Phụ nữ trưởng thành, anh đi đây. Điện thoại cũng để quên ở đây rồi. Lại còn dùng iPhone. Xem tí chắc cũng không phạm pháp đâu chứ. Xem có bí mật gì không nào. Dương Nhất Nhất, so đấy với Dương Nhất Nhất là biết nhau. Chắc không phải Dương Nhất Nhất với An Kỳ có quan hệ gì đấy chứ? Nhưng mình bảo này, sau này buổi tối có thể đừng một mình ra ngoài, rất là nguy hiểm. Cậu tưởng mình muốn ra ngoài sao? Cậu có phải để theo dõi anh ta sao? Không thì mình có thể gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy sao? Còn hại mình mất cả túi nữa chứ. Cậu biết không, trong túi mình còn có cả ví tiền nữa. Ví tiền có cả tiền, có cả thẻ, cả chứng minh thư nữa. Sao mình lại đen đuổi như thế? Đen đuổi quá đi mất. Nhưng mà thôi, người không sao là tốt lắm rồi. Tốt cái gì mà tốt? Anh ta nợ mình, đời này kiếp này, kiếp sau cũng vẫn còn nợ, vĩnh viễn nợ mình. Bóng nợ của mình đều sẽ đổ lên đầu anh ta. Càng nói càng tức, mình cực kỳ muốn bóp chết anh ta. Nói xong rồi sao? Xong rồi. Có cái này, mình hỏi cậu nhé. Lát nữa tan làm, trên đường cậu đến bệnh viện thăm ông ngoại, có thể giúp mình giao một ít văn kiện được không? Giao đến đâu? Mình cần một hợp đồng cần phải giao cho Triệu Tổng. Mình mà không nhớ nhầm thì bệnh viện ông nằm ở phía đông, công ty Triệu Tổng ở phía tây. Thì có thuận đường không? Thuận chứ. Không phải từ phía tây đi một vòng rồi đến phía đông rồi sao? Như vậy vòng một trái đất xong quay về. Cậu nghe mình nói này, không phải anh ta muốn học nhảy. Mình đã xếp cho anh ta khóa một thầy một trò đắt nhất rồi. Cậu là giáo viên phụ trách lớp đó, tự đi đưa một bản hợp đồng, cũng là biểu hiện thành ý mà, phải không? Coi như không nghe thấy đi. Không thuận đường. Được, vậy mình lái xe.
đợi mình. Bạn gì thế? Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Đi cái thứ này cũng đau chân quá. Mẹ. Sao mẹ lại như thế rồi? Không phải con nói với mẹ rồi sao? Tiền không phải là vấn đề. Nếu mẹ vui thì với khả năng của con mẹ, tặng mẹ điện Kremlin cũng không vấn đề. Đừng cứ dục con kết hôn mãi thế. Để làm gì cơ chứ? Con phải hỏi để làm gì sao? Vậy mẹ nói xem, Đại Xuân đó, cô ta có xứng với con trai mẹ không? Vậy mẹ bảo con phải nói chuyện gì? Con dẫn cô ta ra ngoài, người khác sẽ nghĩ gì chứ? Ông chủ kiểu gì mà lại mang theo loại kém thế? Triệu Tổng, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Đi đi, đóng cửa vào. Tôi đã gọi điện thoại cho cô rồi còn gì. Cô làm gì mà đến đây thế? Cái đó tôi đã cho cô 50 vạn. Xong rồi. Cái đó nhà cũng cho cô rồi. Chúng ta kết thúc rồi còn gì. Cái gì mà xong rồi? Những cái này đều là anh nợ tôi. Cả những hóa đơn tôi trả cho anh nữa đều giữ rất kỹ. Bây giờ anh có tiền rồi, anh thành người giàu có rồi. Anh liền quên hết tình nghĩa vợ chồng kết tóc. Kết tóc cái gì chứ? Chúng ta còn chưa đăng ký, chưa kết hôn mà. Đúng là chưa đăng ký. Nhưng tôi hầu hạ phục dịch anh suốt 5 năm. Tôi hoàn toàn đã làm tròn nghĩa vụ của một người vợ rồi. Cô làm cái gì đấy? Đây là văn phòng, tôi nói cho cô biết. Đừng cởi quần áo. Khi đó đã giúp anh lập nghiệp. Tôi đã bị bọn lưu manh giở trò vô lại không biết bao nhiêu lần. Sức chút nữa đến mạng sống cũng không còn. Bây giờ anh ổn rồi. Anh liền muốn quên tôi đi. Anh muốn quên tôi đi có phải không? Cái đó. Đại Xuân, cô quên tôi đi. Cứ coi như tôi là Trần Thế Mỹ. Tôi có lỗi với cô. Thế nhưng tôi thật sự không còn cảm giác gì với cô nữa rồi. Chúng ta chấm dứt đi. Cái tên đáng chém nghìn đam với anh. Đồ khốn nạn. Tôi không cần tiền. Tôi cần anh. Tôi. Cô mà qua đây, tôi báo cảnh sát đấy. Có phải anh ở bên ngoài đã có con hồ ly nào rồi không? Cái gì thế? Anh nói xem có phải không? Nếu như không có ai ở ngoài, anh còn lâu mới dám đối xử với tôi như vậy. Đúng rồi. Đúng là tôi có người khác đấy. Người ta rất xinh đẹp. Lên được phòng khách, xuống được bếp. Giỏi giang hơn con nhiều. Anh. Triệu Thụ. Cậu làm gì thế? Bạn gái của Triệu Thụ. Không phải là bạn gái cũ. Thế sao mà cậu phải tránh? Mặc dù hai người họ chia tay rồi, thế nhưng Triệu Thụ không muốn nói cô ấy sớm thế. Sợ cô ta bị tổn thương. Không phải cậu nói hai người không có gì sao? Mình không có gì với anh ta thật. Mình đã đồng ý với anh ta đâu. Vì có bản thân anh ta còn giải quyết chưa xong. Mình muốn anh ta giải quyết gọn gàng triệt để mới ở bên anh ta. Như vậy thì cậu với Giang Giang mới có ấn tượng tốt với anh ta được. Vậy sao?
Thật đúng là dễ lừa mà. Nhìn qua là thấy người đàn ông như vậy chẳng tốt đẹp gì. Nào, mình tự đi, cậu ở đây đợi đi. Mình chờ cùng cậu, đợi đó. Mời cô bên này. Được. Triệu tổng. Triệu tổng, chỗ này mới bị sét đánh sao? Cô đó cứ khéo đùa. Đào Đào, ngồi đây. Cô ngồi đi, sét đánh cái gì chứ? Cô xem tôi làm ăn nghiêm chỉnh thế này. Ngồi đi. Cô uống nước nha. Tôi không uống đâu. Triệu tổng à, tôi đến đây có hai chuyện. Chuyện thứ nhất, anh xem qua hợp đồng đi. Nếu hợp lý thì anh bao ký vào. Một bản anh chữ, một bản tôi mang về báo cáo kết quả hoàn thành. Bút cũng chuẩn bị cho anh rồi. Hai chuyện đều xong rồi. Cô cũng đã cất công đến đây rồi. Không thì ở lại ăn bữa cơm. Ăn xong tôi sẽ ký. Ký xong tôi đưa cô về. Triệu tổng, anh có thấy anh ân cần quá rồi không? Vậy à? Không phải sao? Có câu này không biết anh đã nghe chưa? Không có việc gì mà tự nhiên ân cần, nhất định là có gì đó, đã nghe chưa? Thế không có ý gì thì sao? Cái đó tôi ký luôn. Không xem mà. Cô giáo Dương đến tận đây rồi. Tôi cần gì xem? Gửi cô. Nghe nói anh đang theo đuổi Tôn Nguyệt nhà tôi. Lý do thứ hai tôi đến đây chính là vì Nguyệt Nguyệt. Tôi với Nguyệt Nguyệt là bạn bè thân thiết, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, là tình cảm hơn 10 năm. Không giống như các cô gái chỉ cùng nhau dạo phố ăn cơm. Cho nên chuyện chung thân đại sự của cô ấy nhất định phải qua được cửa của tôi. Triệu tổng, nếu anh mà đối tốt với cô ấy thì được. Anh mà đối xử không tốt với cô ấy, sau này anh mà có xảy ra điều gì bất trắc thì đều là do tôi làm đấy. Cô giáo Dương thật khéo đùa. Không phải cô cũng đến rồi. Tôi hỏi cô nhé, ấn tượng của cô với tôi như thế nào? Tôi đối với việc kinh doanh bất động sản, tôi không thấy có gì không ổn. Hy vọng Triệu tổng anh cũng đừng làm tôi thất vọng. Vậy không thể làm cho cô thất vọng rồi. Tôi đi trước đây, không làm phiền anh. Đã trưa rồi, cô ăn bữa trưa đã. Không cần ăn cơm trưa đâu. Triệu tổng, nếu anh đã khách sáo như vậy, tôi tặng anh một câu nhé. Cô nói đi. Nếu anh theo đuổi Nguyệt Nguyệt và chúng tôi, vậy thì anh phải thật lòng, tốt bụng một chút. Những cái gì cần giải quyết thì giải quyết cho tốt đi. Nếu không thì thật sự sẽ bị sét đánh thật đấy. Thật sự biết đùa mà. Gọi điện thoại hẹn ăn cơm ở đâu? Cứ thích đùa. Alo, gì à? Cháu đang ở cùng Nhất. Có thể là do điện thoại đó không có tín hiệu. Cái gì? Ông ngoại nói chuyện rồi. Ông ngoại. Ông ngoại à, cháu là ai? Nhất. Cháu tan học về rồi đấy à? Tan học. Ba, con là ai? Cô. Con là con gái ba, Nguyệt Bình đây. Nói linh tinh. Con gái tôi không già như cô đâu. Tôi biết cô là ai. Cô là giáo viên dạy dạy cô Nhất. Con. Cậu này tôi cũng biết. Nhất gọi cậu là. Đúng, con là gì của Nhất? Thầy chủ nhiệm. Bác sĩ nói đi. Chúng tôi đã chuẩn bị tinh thần rồi. Bệnh Alzheimer, tên thường gặp là bệnh trì độn tuổi già.
Bây giờ trí nhớ ông đã suy giảm, sẽ không hồi phục được. Vậy bây giờ chúng tôi có thể làm gì được? Trước mắt cứ để ông ấy về nhà tịnh dưỡng, đúng giờ uống thuốc rồi tái khám, cố gắng hết sức trì hoãn sự phát triển của bệnh. Ông ngoại, chúng ta về nhà rồi. Dứt dứt, trước đây sao ông lại nằm viện? Ông ngoại, ông có nhớ là điều gì không? Ông ngoại, ông tìm gì thế? Bà ngoại cháu đâu? Đồ ăn bà mua để đâu rồi? Dứt dứt, cháu sao thế? Chúc ông ngoại sớm khỏe lại. Nghĩ đến hồi còn đi học, chúng ta toàn đến nhà ông chơi đùa làm loạn. Ông ngoại còn nấu cơm cho chúng ta ăn. Các cậu còn nhớ không, lúc chúng ta đi học, học vũ đạo, Dương Dứt Dứt là chịu khó nhất, có năng khiếu nhất. Mình với Nguyệt Nguyệt cậu đều bình thường thôi. Không không, cậu còn giỏi hơn mình nhiều. Mình thực sự là vì hai cậu mới tiếp tục học vũ đạo, theo chơi cùng. Dứt Dứt, mình nói cho cậu biết, lúc đó là do mình không thực sự nghiêm túc nhảy. Mình mà cố gắng, chưa chắc đã kém hơn cậu. Đúng. Nếu không thì sao, bây giờ cậu là chủ của mình chứ. Đúng vậy. Cậu xem, sao mình lại vô tích sự như thế? Sao cậu lại nghĩ như vậy? Cậu có một đứa con đáng yêu như thế, còn tự nuôi được bản thân. Cậu giỏi hơn nhiều phụ nữ khác đấy. Đây không phải là cuộc sống mà mình mong muốn. Mình tưởng là sẽ tốt hơn nữa. Mình tưởng là chỉ cần mình hạnh phúc, cả thế giới đều dừng đường cho mình, mở lối cho mình. Thế nhưng không phải như vậy. Giang Giang à, Giang Giang, sao cậu phải nghĩ vậy? Tất cả những trải nghiệm đều là của cải. Những của cải đó là vì trải đường cho hạnh phúc sau này. Thật đó. Giang Giang, nghe mình nói này. Khi phụ nữ ngày càng chín chắn, đều nên ngây thơ một chút. Điều này cậu làm rất tốt. Ít nhất cũng tốt hơn Dứt Dứt. Thật à? Mình cũng có điểm tốt à? Đào, Dứt Dứt, cạn ly. Đào, cạn ly. Ba chúng ta giao hẹn với nhau thế này, dù sau này có xảy ra chuyện gì, ba chúng ta cũng sẽ như bây giờ, không đố kỵ,
Không nghi ngờ, không rời xa. Quéo tay, quéo tay, quéo tay. Đóng dấu, đóng dấu. Quản lý Đào, phiền cô giúp tôi mang cái này, giao cho Dương Nhất Nhất. Túi của Dương Nhất Nhất sao lại ở chỗ của anh? Cô tự hỏi cô ấy đi. Tôi làm việc đây. Nhất Nhất, cháu đi làm trước đi, để mợ chăm sóc ông. Mợ, cháu nghĩ cứ để cháu dọn về đây sống, chăm sóc ông cũng khá tiện. Có được không cháu? Ban ngày cháu đi làm đủ mệt rồi, cứ để mợ chăm sóc cho. Khi còn nhỏ cháu sống ở nhà ông ngoại, sau này mẹ đưa cháu đi, ông ngoại cũng vẫn luôn không vui. Nói không chừng cháu chuyển về đây ông lại vui, bệnh tình sẽ tốt lên. Alo, Nhất Nhất, điện thoại của cháu. Alo, cuối cùng cũng gọi được cho cậu. Cái túi đó của cậu đang ở chỗ mình. Túi của mình sao? Mình làm sao biết được? Hùng đáng mang đến đưa cho mình. Lát nữa mình đến nhà trẻ đóng tiểu tổ tông nhà mình, hay là cậu qua đó nhé. Được. Túi của mình mà sao ở đâu cũng thấy hùng đắng. Đây là do Lý Mặc nghĩ ra. Lý Mặc, mấy ngày nay đều là nó chuyển đồ cho em mà. Đúng vậy, anh ấy muốn để em mở một cửa hàng trên Weibo. Em cũng không nghĩ đến sẽ có người mua búp bê của em. Em cảm thấy Lý Mặc rất có đầu óc kinh doanh. Làm chuyển phát nhanh thật phí phạm. Ý em không phải làm chuyển phát nhanh là gốc đâu. Ý em là Lý Mặc rất thông minh. Anh biết, anh sẽ chuyển lời đến cậu ấy. Anh thấy hôm nay thời tiết đẹp lắm, hay là mình xuống dưới đưa em đi dạo nha. Được. Đến rồi à Nhất Nhất? Của cậu đây. Túi của mình, bảo bối của cậu. Túi của mình quay về với mình rồi. Nhìn cậu đây, để xem có mất gì không. Điện thoại vẫn còn. Không có điện thoại thực sự là cách biệt với thế giới mà. Cậu hiểu không? Hôm nay là sinh nhật của bố bố đúng không? Chuyện này cậu cũng nhớ à? Đương nhiên. Định chúc mừng bé thế nào? Đồng ý chứ đó, đưa nó ra ngoài chơi một vòng. Được đó, sẵn sàng là một người mẹ tốt rồi. Biết làm sao bây giờ? Một mình đưa con thật sự quá vất vả. Từ đầu phải thế này rồi chứ. Đi thôi. Nhà trẻ này cũng ồn ào thật đấy. Có đứa trẻ nào mà không làm loạn rồi khóc cơ chứ? Xem bối cảnh nhà mình xem, thật tốt. Đều là thằng bé làm cho đứa khác khóc. Từ từ thôi các con. Cậu dạy dỗ ra một tiểu bá vương mà còn đắc ý nữa. Không phải nói, thà nó bắt nạt đứa khác cũng không thể cho đứa khác ức hiếp nó được. Quần áo mới ba con mua cho con. Đào bối bối, con xem con đã bôi bẩn quần áo bạn đến mức này rồi. Bộ đó là ba nó mua cho nó. Nó bảo con không có ba. Nó bảo ba con không cần con. Bối bối, có chuyện gì thế? Chị là mẹ của Đào bối bối. Đúng rồi, là tôi. Cô giáo, đấy không phải là mẹ con. Bối bối, nói cho chị Nhất Nhất nghe. Vì sao con lại bắt nạt bạn nhỏ kia chứ? Quần áo mới của người ta đấy, sao con làm bẩn? Quần áo cậu ta là ba cậu ta mua cho.
Cậu ấy bảo cô không có ba, nói ba không cần cháu. Đào bối bối, con đứng lên cho mẹ. Qua đây, mẹ nói chuyện với con. Đào Văn, đừng, làm gì đấy? Con qua đây, trẻ con mà, tính toán với nó làm gì? Được rồi, mẹ hỏi con, sao con nói với cô giáo mẹ không phải mẹ ruột con? Vốn là không phải mà, mẹ cũng không cần con. Con cũng không muốn thấy mẹ. Bối bối, được rồi, con qua đây cho mẹ. Được rồi, con đừng như vậy nữa, đừng cãi nhau. Bối bối, qua đây, cô đưa con rửa tay. Dạ được. Mình tức chết đi mất. Chịu đựng trận giáo huấn này, đứng đến tê cả chân rồi. Anh đi chậm một chút. Yên tâm đi, ngày nào anh cũng đạp xe mà, không có vấn đề gì đâu. Thì ra cảm giác chân không chạm đất là như thế này, như là đang bay bay. Tiểu Tuyết, sao con người em lại màu xanh thế? Nguyên nhân cũng là do bệnh xương thủy tinh. Bệnh xương thủy tinh bẩm sinh đã cản trở quá trình dậy thì. Bẩm sinh đã thiếu máu, thiếu sắt, khiến cho mắt luôn là màu xanh. Bệnh này không chữa được à? Hiện tại thì y học vẫn chưa có cách. Có điều có thể dùng thuốc để điều trị và kìm hãm sự phát triển của bệnh. Tốn tiền, tốn sức. Thật ra người nhà anh cũng bị bệnh mãn tính. Có thể chữa trị được không? Phải phẫu thuật. Cho nên anh mới cố gắng tiết kiệm tiền. Có điều từ khi tiếp nhận chuyện giao hàng ở khu này, thu nhập của anh bây giờ gấp đôi lúc trước. Anh giỏi thật. Cậu nói xem, cậu đối đầu với con trẻ làm gì? Về nhà từ từ dậy là được rồi. Cậu nói xem, bây giờ con nói với cậu như vậy, cậu không có trách nhiệm trong đó sao? Cho nên mình mới tự làm tự chịu. Lúc trước trót gây chuyện, bản thân vẫn còn là một đứa trẻ, liền hồ đồ kết hôn rồi đẻ con, sau đó lại hồ đồ ly hôn. Mình rất sợ người khác coi thường mình. Mình cảm thấy bản thân cực kỳ thất bại, cậu hiểu không? Có lúc mình thấy mình thật sự không gánh vác nỗi trách nhiệm với cuộc đời bối bối, cũng không cách nào khác. Dù thế nào, đó cũng là máu thịt của mình. Cậu cũng đừng tiêu cực như vậy, bây giờ vẫn còn kịp mà. Tìm cho nó một người bố tốt, cậu còn trẻ. Dương Nhất Nhất, sao vậy? Nhất Nhất à, cậu sẽ chúc phúc cho mình chứ? Vậy phải xem cậu tìm được người thế nào. Nếu giống chồng cũ, mình miễn cưỡng chúc phúc như trước đây thì thế nào chứ? Chắc chắn lần này mình sẽ tìm một người cực kỳ. Lần trước cũng nói như thế. Thế thì sao? Cố ý làm loạn có phải không? Mình làm loạn gì chứ? Mình là giúp cậu loại trừ các nguy cơ từ trước, tránh để cậu lại gặp phải người xấu, có hiểu không? Đồ vô lương tâm cậu. May là còn có người chị em như cậu. Cậu nói như vậy không phù hợp chút nào. Mình biết cậu là người trọng sắc khinh bạn mà. Hôm nay anh không giường tôi đúng không? Cậu cũng có thắng tôi đâu. Sao lại nói là giường? Cũng đúng. Trên sàn đấu không có cao thấp, nhất định không được hạ thủ lưu tình. Ông chủ, gần đây người anh em hùng đáng sao không tới? Anh ấy gần đây khá là sầu. Sầu? Vì ai? Vì phụ nữ à?
không phải phụ nữ, là dì nữ ác ma. Ít nhất đối với anh ấy thì là như vậy. Đúng rồi, lát nữa anh đi chơi bóng không? Hôm nay cậu vẫn chưa vận động đủ à? Hiếm khi được đổi ca nghỉ một ngày. Cũng hiếm khi nào mẹ tôi đi công tác. Ra ngoài không cần báo cáo, tôi không đi được rồi. Mẹ đứa nhỏ đi công tác, mấy ngày này của tôi đều dành tất cả cho tiểu tổ tông. Không nhìn ra anh Báo là người ba 24 tuổi. Tôi đưa anh đi đón đứa nhỏ. Ông chủ, tôi đi đón con đây. Cậu đợi một lát. Được. Nhất Nhất, cậu còn nhớ lúc cậu đi du học gặp một tên cặn bã, cái tên quen được 3 ngày giết bỏ cậu đấy. Tên hắn là gì? Cậu còn nhớ không? Nói chuyện này làm gì? Trong điện thoại cậu còn hình hắn không? Nói nữa là mình giận đấy. Mình đã hy vọng cậu mau chóng gạt bỏ đi đoạn ký ức mà mình đó. Mình đi vệ sinh đây. Cậu cầm túi cho mình nhé. Đợi mình trên xe. Ông chủ, con gọi chú đi. Chào chú. Sau này con phải nghe lời nhé, nhớ chưa? Đào Văn. Đào Văn. Alo, Nhất Nhất à, cậu vẫn ở nhà vệ sinh à? Mình xuống ngay đây. Mình nói với cậu chuyện này một chút. Đột nhiên mẹ mình gọi điện thoại bảo mình bao giờ già. Mình đi trước nhé. Sau đó buổi tối chúng ta gặp nhau. Gọi điện sau nha. Cứ như thế đã. Sao em lại ở đây? Em đến đón cháu. Sao anh cũng ở đây? Anh đến đón con cùng bạn. Đây là anh Báo. Đây là Đào Văn. Xin chào. Cháu tên gì? Cháu tên Bố Bối. Bố Bối. Bố Bối, mau gọi chú đi. Chào chú. Chào cháu. Hôm nay là sinh nhật Bố Bối. Em đã đồng ý đưa nó đi chơi. Mọi người cứ trò chuyện đi, không làm phiền mọi người. Đợi một lát. Hôm nay sinh nhật Bố Bối sao? Hai người muốn đi chơi, anh cũng muốn. Anh đi cùng hai người. Nhưng cũng không nên để bạn anh ở đây. Không sao. Anh Bảo, dạ lái xe đi trước nhé. Được được. Tạm biệt cô chú đi con. Tạm biệt cô chú. Tạm biệt con. Bố Bối, có quan kênh chú không? Có chứ ạ. Em xem, Bố Bối cũng quan kênh anh. Túi vẫn ở chỗ cô ấy. Đi thôi. Đây giúp con. Hai người chọn một chút. Alo, Quyệt Quyệt. Văn Văn, qua sinh nhật của con trai cậu. Lát nữa mình chuyển đến nhà nhé. Khi nào cậu về, mình còn sống trở về hay không còn chưa chắc đây. Chuyện gì vậy? Bạn trai mình đang ở cùng Bố Bối. Sợ là giấy không có được nữa. Bạn trai, cậu có từ khi nào thế? Cậu ấy có bạn trai rồi. Alo, yêu đương rồi hả? Mình đói mà, đừng để mình sốt ruột. Ai đấy? Có phải bạn cùng phòng cùng không đáng không? Bây giờ không kịp nói, không thấy hai người đó đâu nữa. Con mình có thể đừng hại mình không? Cúp nhé, đợi một chút, còn chưa nói xong mà. Mình lại thấy đây là một cơ hội tốt. Đúng lúc xem anh ta với Bố Bối thế nào. Nếu anh ta để bụng sự tồn tại của Bố Bối, mình thấy anh ta không dựa dẫm được đâu. Mau chia tay đi. Được, để tình hình xem thế nào. Cúp máy đây. Đợi tí nào, cậu giỏi cái gì chứ? Cứ muốn cúp máy vậy. Mình nói cho cậu biết nhé. Cái túi đó của mình, cậu nhất định đừng động vào. Cậu mà dám lục, mình trở mặt đấy. Mình xé cái túi của cậu luôn. Cho mình nói vài câu. Cúp rồi. Cậu thấy sao? Tối nay hai chúng ta không cần đi đâu nữa. Người ta đã có một nhà ba người đi với nhau rồi. Cậu cũng chưa gặp bạn cùng phòng của Hùng Đáng mà.
Gặp rồi thì cũng không nhớ được. Cái tên cùng phòng đó cứ thần thần bí bí, ai biết được. Cậu nói xem sao Giang Trang lại giấu kỹ thế. Trước đây cậu ấy có bạn trai, thiên hạ có ai là không biết. Cậu giấu không kỹ. Cậu với Triệu Tổng đó biết nhau thế nào? Cậu quen ở đâu? Khi nào quen nhau? Nói chút xem nào. Có người gọi tới đây. Alo. Đừng diễn nữa. Màn hình đen thui kìa. Tín hiệu không tốt, bị ngắt rồi. Alo. Cái đó làm sao cơ? Bối bối, cháu muốn ăn gì? Cháu muốn ăn bóng ngô, hot dog, kem nữa. Được. Chú, mẹ chú có tốt không? Mẹ chú rất tốt. Vậy sau này cháu đến nhà chú chơi được không? Đương nhiên là được rồi. Chú, vì cháu với mẹ chú sau này sẽ chung sống vui vẻ chứ. Chú tin là sau này hai người hợp nhau sẽ là bạn tốt. Bối bối, sao cháu chạy nhanh thế? Anh đi mua cho bối bối chút đồ ăn. Chào cô. Đào Đào. Mẹ, chú rất tốt. Hai người cứ yêu thoải mái. Nhóc con, không được nói linh tinh, nghe rõ chưa? Anh thấy ba người chúng ta như người một nhà vậy. Mình lại thấy đây là cơ hội tốt. Giờ hay để xem anh ta đối với bố bố thế nào. Anh ta mà để bụng sự tồn tại của nó thì không giờ giảm được anh ta đâu. Mau chóng chia tay đi. Em sao thế? Thật ra bố bối không phải con chị em, là con trai em đấy. Anh biết à? Không ai nói với em là bố bối nhìn giống em đến mức nào à? Thực ra lúc ban ngày em nên ở trước mặt bối bối nói ra điều này. Em không thừa nhận nó, nó sẽ rất buồn đấy. Cảm giác ấy anh đã trải qua rồi. Anh trải qua rồi sao? Anh từng nói với em, và anh cũng là gia đình đơn thân. Khi đó ba mẹ anh ly hôn. Thực ra anh được tòa xử cho về sống với ba. Có một hôm ba đưa anh đi ăn cơm, gặp một cô rất xinh đẹp. Ông ấy liền hoảng loạn, nói rằng anh là con của anh em ông ấy. Mẹ anh biết được chuyện này, lập tức đón anh về. Với điều kiện của mẹ, mẹ có thể gả cho một người rất tốt, sống rất tốt. Nhưng chính là bởi vì anh,